Ở đây tôi mở cửa ra coi. Ai? Gì vậy? Cái gì vậy? Không biết. Trời ơi. Vô mảnh rồi. Ừ. Nay ngày dí ông thằng Tài lụm được tiền hả? Tiền ai gấp gì vậy? Không biết. Trời ơi, giờ có ai đi ngang đây không? Không. Ê trời, dữ vậy trời. Ai đi bộ ngang đây gì không? Tự nhiên có cục tiền gì vậy? Hả? Nhiều lắm mà nghe. Mấy chục triệu á. Ừ. Sao vậy? Sao giờ sao? Bây giờ mình đem vô đi. Bữa nay mùng 10 tháng Giêng mà mình lụm được tiền, ngày dí ông thằng Tài lụm được tiền hơn lắm á. Lấy 500 lắm chứ. Đòi lại. Có ai không trời? Tiểu có ai không? Không biết. Để trời. Gì ta? Tiền này không biết có cúng kiến gì không ta? Sao cúng ngay trước cửa mình ta? Hả? Không biết. Có ai cúng gì không trời? Nhiều lắm ha. Để vậy sao? Đem vô cắt đi. Thè kìa. Trời trời, người ta nói lụm tiền xui mà. Hả? Vô sao giờ giấu nó hay gì? Vô đi đi, vô giấu nó hay gì? Nó thấy rồi mày giấu đi. Vô lụm tiền không tốt đâu bà nội. Gì vậy? Mà nãy giờ có ai đi bộ ngang đây không? Không biết, không đi chơi quá vậy à? Hả? Có làm gớt tiền không? 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 Nói đi. Nhiều. Mày nói đúng đi rồi anh trả lại. Mày không. Có làm gớt không? Không. Nè. Nè. Hay không? Không có trời ngay trước cửa. Bà đội á, coi coi cái coi coi coi. Rồi vô được rồi, đi vô nó cơm đi. Nó giỡn mà. Shhh, nói ai nha. Thôi thôi được rồi, vô. Vô. Ở rồi, lấy luôn. Rõ rồi, nó sao vậy?